Mình là tên mình là Hannah Ái Hành Trần, mình ở Mỹ 32 năm. Mình ở Mỹ hơn 40 năm và phục vụ khoa học xét nghiệm 32 năm quý vị. Thì hiện giờ mình đã theo đuổi cái giấc mơ của mình là tại vì mình đam mê cái khoa học của Pharmanex New Skin. Và mình đã theo đuổi công ty này và cộng tác với công ty này từ năm 2013 đến bây giờ tháng 3 năm 2013. Thì hôm nay hân hạnh được tiếp xúc với các anh chị ở đây again một lần nữa. Thì cái tựa đề hôm nay đó là cho dinh dưỡng cho những phụ nữ muốn có thai và đang mang thai và đang cho em bé bú ở tất cả 50 ngoài 50 50 mấy 52 51 quốc gia ngoại trừ Mỹ và Israel. Lý do là nếu mà quý vị nào mà chưa coi cái bài đầu của mình về dinh dưỡng cho phụ nữ có thai đó, mà nói về life path prenatal thì quý vị cũng làm ơn trở lại xem, là tại vì cái đó mình nói sâu về ăn uống hơn là cái bài này. Bài này mình chỉ nói đặc biệt là nếu mà trong cái quốc gia mà quý vị ở không có life path prenatal thì quý vị phải ăn uống như thế nào, phải dùng sản phẩm gì để thay thế. Thì ở đây mình không có nói phần ăn uống căn bản, nhưng mà mình nói về cái phần là bây giờ nếu mà coi như là cái bài này bài số 2 tiếp tục bài số 1 mình nói cách đây mới tối hôm qua hôm kia vậy đó quý vị. Thì nếu mà mình ở trong một quốc gia mà không có cái life path prenatal thì mình có một cái life path khác. Nó gọi là life path cái này. Nó gọi là life path LIFEPAK. Bạn nào mới mà không biết tên của cái sản phẩm này thì hỏi cái người bảo trợ mình có vậy thôi quý vị nhé. Thì cái này là cái hộp life path. Thì mình đang ở Việt Nam thì yes, ở Việt Nam có, Canada có. Thì cái này là mình dùng quý vị nhé. Và nếu mà quý vị sắp sửa muốn có bầu và đang có bầu và đang cho em bé bú, không dùng cái gì khác ngoại trừ hai sản phẩm. Mình quên đem cái lọ Marine Omega lên rồi quý vị. Bị nhỡ cái lọ đó, hơi bậy. Bây giờ không lẽ chạy xuống nhá. Thì có một cái lọ Marine Omega nữa, nó ở dưới lầu, xa quá, đấy là tầng 4 lận. Nhưng mà quý vị nào không biết thì nhắn tin mình nhá. Có hai loại mà cho bà bầu với lại các em bé đang cho bú thì dùng là Life Pack và Marine Omega, tức là cái thứ hai nha quý vị. Rồi, mình xin lỗi là mình quên. Đó. Thì đó là hai loại duy nhất mà cho các bà bầu và những người cho em bé bú, và đừng dùng sản phẩm nào khác. Lý do mặc dù công ty mình có hơn nhiều sản phẩm mà về dinh dưỡng rất tốt cho người lớn bình thường nhưng mà sẽ không tốt cho bà bầu là tại vì những cái sản phẩm đó không có được minh chứng lâm sàng. Trong khi họ bào chế ra sản phẩm những cái sản phẩm kia như là Y-Span hay là G3. Ok quý vị, mình không dùng là tại vì chưa được minh chứng lâm sàng trong khi công ty bào chế ra. Thì chỉ có cái này với lại cái Marine Omega là an toàn cho những phụ nữ có bầu và phụ nữ cho em bé bú hoặc là phụ nữ đang muốn có thai. Ok, thì Pharmanex thiết kế cái Life Pack Nano đó là Life Pack Prenatal đó, là mình nói lại để bạn nào hữu trễ, nhưng mà để cho những người có bầu tùy, tại vì cái dinh dưỡng mà những người có bầu cần, nhưng mà nó chỉ được có hai quốc gia thôi là ở Hoa Kỳ và ở Israel quý vị nhá. Thì mặc dù Life Pack á, là cái Life Pack thường nó không có được bào chế đặc biệt để sử dụng trong thời gian mang thai và cho con bú, nhưng mà nếu mà quý vị có thể, bạn nào mà có bác sĩ OB, bác sĩ về ở đây gọi là hộ sinh á, ở bên Mỹ đó gọi là OBGYN á. Ở bên Mỹ không cần cái này ha, bên Mỹ có sản phẩm riêng rồi. Các bạn mà những bác sĩ mà săn sóc mình đó, các bạn có thể trình cái sản phẩm này cho bác sĩ và chắc chắn 100% là bác sĩ nhìn cái thành phần ở đằng sau cái hộp này thì bác sĩ sẽ rất là thích, tại vì nó quá nhiều chất bổ cho bà bầu và em bé và thai nhi ha quý vị ha. Thì do đó nó có thể, tại vì ok, thì là bao gồm cả các quý vị mà cho con bú nữa quý vị ha. Rồi, thì ngoại trừ cái chất sắt á, là cái chất quan trọng trong cái mà người bà bầu cần á, thì Life Pack này đó vẫn cung cấp được chất dinh dưỡng thích hợp cho những phụ nữ mang thai nhá. Và Life Pack này có chứa đủ dinh dưỡng với một cái số lượng và đa dạng có thể tìm được thấy trong một cái chế độ ăn uống rất là lành mạnh. Mặc dù Life Pack này nè, nó không chứa những cái thành phần mà thực vật như là trong Life Pack Prenatal, nhưng mà nó vẫn, các cái bà mẹ mà mang thai cho con bú vẫn có thể dùng nó một cách an toàn quý vị. Cái đó là cái điều mà mình cho rằng là rất là quan trọng, là tại vì sản phẩm này đó
được qua cái điều khiển chất lượng, 6 tính chất điều khiển chất lượng của công ty Pharmanex New Skin. Mà cái 6 cái tính chất điều khiển chất lượng đó nó giúp cho cái sản phẩm LifePak này ba đều. Thứ nhất là trong khiết, tinh sạch, không có hóa chất bẩn, không có hóa mô bẩn, không có những cái chất gì mà có thể làm hại cho em bé được, và rất là an toàn. Hiểu không? Vì nó trong sạch tinh khiết cho nên nó rất là an toàn là cái điều thứ hai. Và cái thứ ba là nó có thể đo lường được cái sự gia tăng của cái chất dinh dưỡng trong tế bào của mình nhờ cái máy biophotonic scanner, là nó có thể đo lường và cho thấy cái hiệu nghiệm nha quý vị ha. Thì cái đó là ba cái tính chất mà quan trọng của cái LifePak này mà quý vị có thể nghĩ tới nha. Thì bây giờ đó, cái LifePak thường này đó thì nó cung cấp mức dinh dưỡng, thì nó cung cấp dinh dưỡng là tương tự với cái LifePak Pinero của Pharmanex, nhưng mà ngoại trừ á, cái này nó không có ba thứ mà LifePak Pinero có. Thì cái thứ nhất đó, cái thứ nhất là acid folic ha quý vị, hay gọi là folate. Và cái thứ hai đó mà cái LifePak này không có mà Pinero nó có, đó là calcium, hay là tiếng Việt Nam mình gọi là calci. Và cái thứ ba đó quý vị là sắt nhá. Thì bây giờ mình đi ngược lại ba cái mà cái này không có mà LifePak không có mà LifePak Pinero có, thì mình làm sao? Ok, thì cái acid folic á quý vị, thì là trong acid folic của cái LifePak này đó là nó chỉ có 500 microgram thôi, trong khi cái LifePak Pinero của bên Mỹ đó là 800 microgram. Thì tại vì cái người đàn bà có bầu cần acid folic nhiều hơn là cái người thường bình thường. Thì mặc dù cái LifePak Pinero của Mỹ đó nó cung cấp cái lượng acid folic cao hơn cái LifePak thường, nhưng mà cái LifePak này nó vẫn cung cấp nhiều acid folic hơn những cái LifePak bà bầu khác ở ngoài kia trên thị trường, mình bảo đảm với quý vị là như vậy nhé. Ok. Cho do đó bây giờ đó để mà tức là cái LifePak này nó thiếu khoảng chừng 300 microgram để mà mình cung cấp, nếu mà mình đang có bầu quý vị. Thì bây giờ cái chủ yếu đó là mình, đặc biệt là trong vài tuần đầu tiên đó, khi mà cái người đàn bà mà mang thai đó, acid folic cực kỳ quan trọng, là tại vì nó chống lại cái khuyết điểm về bộ óc quý vị nhá. Thành ra nếu mà mình để bị thiếu cái acid folic này đó, trong khi mình đang muốn mang thai, là mình phải dùng cái sản phẩm mà để có acid folic đầy đủ để em bé đừng có bị thiếu dinh dưỡng về bộ óc và có thể làm hư hỏng cái bộ óc quý vị ha. Thành ra nếu mà mình thiếu acid folic mà tới chừng mình mang thai rồi thì mình đã quá trễ. Do đó cái acid folic ở trong cái người phụ nữ lúc nào cũng phải thật đầy đủ để mà khi mang thai em bé không có bị trì độn, không có bị thiếu thông minh quý vị nha. Nhá. Thành ra nếu mình thiếu acid folic thì mình ăn những cái gì? Đây là cái thức ăn mà mình sắp sửa cho quý vị biết, rất nhiều ở ngoài kia mà mình có thể ăn thêm vô trong khi mình dùng cái LifePak thường quý vị. Ở trong rau ha, thì quý vị có thể ăn đậu bắp nè nhá, rau bina tức là spinach đó. Ok, đậu bắp nè, rau bina nè, atiso nè, củ cải xanh nè, rồi bông cải xanh, những cái bông cải xanh mà ở ngoài mình thấy ở ngoài Đà Lạt bán đó, bông cải xanh ha, đầu đầu mà thật dày dày mà nó xanh đậm ha. Rồi mang tây quý vị, rồi Brussels tức là những cái củ mà như là bắp cải mà nó nhỏ xíu đó. Ok, mình dịch tiếng Anh không, mình dịch tiếng Việt không được. Rồi tất cả những cái loại xà lách nào mà màu xanh đậm quý vị, nó đều có folic acid hay là folate. Và củ cải đường nè, rồi khoai tây vàng đó quý vị ha. Rồi đó là những cái thứ rau mà mình có thể ăn để mình có thêm folic acid để tốt cho em bé của mình. Rồi trái cây đó thì mình có cả quả bơ là avocado, quả bơ, đu đủ và nước cam quý vị ha. Là trái cây mình cần phải ăn thêm để có thêm folic acid. Rồi thịt đó, mình muốn ăn thịt đó thì mình có thể ăn đậu, mình có, nếu mà nói về đây là nói về những dạng đậu ta, thịt đó thì là mình ăn, nếu mà về động vật đó thì mình ăn gan gà, gan thịt bò, gan thịt lợn. Hay ha. Rồi cái đó là về thịt, là động vật đó quý vị. Còn nếu mà về thực vật đó thì mình có thể ăn các loại đậu như là đậu lăng, đậu Hà Lan, đậu mung, đậu hồng là pinto đó quý vị, rồi đậu đen, đậu trắng, đậu thận nè, rồi hạt hướng dương á, mà không có vỏ đó. Thì đó là những cái thứ mình mới kể với quý vị, thì nó cung cấp cho quý vị thêm cái folic acid để dùng chung với cái này để đầy đủ trong khi mình mang thai quý vị nhá. Thì cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai mà cái LifePak Prenatal của bên Mỹ với của bên Israel có mà cái LifePak này không có, đó là calci. Calci ở bên bên Việt Nam gọi, còn bên Mỹ là calcium, là tại vì
ở bên cái live prenatal á, nó có 650 microgram mỗi ngày cho cái người phụ nữ có bầu, trong khi cái hộp calci ở trong cái hộp này á, là trong cái hộp live thường chỉ có 500 thôi, tức là cái hộp này thiếu 150 microgram mỗi ngày cho cái người phụ nữ có bầu. Thì calcium ở đâu ra quý vị? Rất là nhiều. Rất nhiều ngoài kia, như là ở trong sardine nè. Ha. Ở trong 12 thứ ha, sardine là một cá sardine á. Rồi ở trong yogurt, tức là yogurt đó quý vị ha. Rồi ở trong milk ha, sữa đó. Rồi ở trong chi, rồi ở trong rau kheo đó quý vị. Rau kheo là cái rau mà nó xoắn, cái lá nó xoắn thật nhiều á, cái đó là rau kheo ha. Rồi trong okra. Okra là đậu bắp quý vị ơi. Ha, rồi trong các cái loại cải mà lá đập ha, rồi bắp cải đó quý vị, rồi trong almond, trong cái hạt almond, hoặc là mình uống sữa almond, tức là almond, rồi mình dịch không nổi rồi, hình như là không phải óc chó, almond đó quý vị, không dịch nổi cái này quên rồi. Broccoli là bắp cải mà ở Đà Lạt hả quý vị ha. Rồi watercress, tức là cái hạt mà nó nhỏ nhỏ mà nó màu trắng, mình cũng không dịch nổi tiếng Việt thì mình xin lỗi quý vị nha. Rồi thì cái đó là những cái thứ rau mà mình có thể ăn, rau củ mình có thể ăn để có calcium, có sữa ha. Sardine đại khái như vậy về thực vật, động vật. Rồi bây giờ cái thứ ba đó mà mình thiếu đó là chất sắt quý vị. Chất sắt đó, ở trong cái này đó chỉ có 33 microgram thôi, trong khi người đàn bà có bầu cần tới 30 microgram mỗi ngày quý vị, tức là cần gấp 10 lần như thế. Thì là một trong những cái chất dinh dưỡng đó mà Life Pack Prenatal của Mỹ có, mà trong Life Pack thường không có, đó là cho thai nhi, đó là sắt. Là tại vì nếu mà một phụ nữ mang thai đó chọn sử dụng cái Life Pack này đó, thì trước khi sinh đó thì mình Pharmanex, tức là Pharmanex của khoa học gia của New Skin Pharmanex đó, khuyên mình đó là nên dùng từ hai mình nên bổ sung với cái chất vitamin là sắt đó, mình phải bổ sung từ với cái chất lượng là từ 23 cho tới 27 microgram mỗi ngày nha quý vị. Thành ra coi như cái này là mình phải dùng thực phẩm bổ sung thêm, rồi mình phải đi mua những cái viên ngoài kia mà nó chỉ có chứa chất sắt để mình uống rồi nha, uống thêm để hỗ trợ thêm cho mình nha. Thì tại vì sắt nó có công dụng trong cái sự tạo ra cái hồng huyết cầu cho thai nhi, và đặc biệt cho bà mẹ khi mà có bầu hay bị thiếu máu đó quý vị, thì sắt nó hỗ trợ trong cái sự tái tạo thai nhi, cho tái tạo hồng huyết cầu cho cái thai nhi của mình nhé. Thì công dụng của nó là như vậy. Thành ra mình nhắc lại một lần nữa, ngoài ra cái này mình còn phải dùng thêm một cái hộp nữa mà mình để quên, mình không có lấy lên đây trên lầu, là nó gọi là Marine Omega. Thì cái đó nó hỗ trợ cho óc của em bé, nó hỗ trợ tái tạo óc cho em bé, và sự thông minh của em bé cực kỳ quan trọng. Thành ra đó là hai sản phẩm Life Pack và Marine Omega, và những cái danh sách của những cái thức ăn mà quý vị cần để cung cấp thêm cho quý vị. Folic acid là một, thêm calcium là hai, và thêm cái thứ ba là sắt. Đó là ba thứ mà trong cái life pack thường bị hơi thấp và phải ăn uống thêm ở ngoài. Có vậy thôi quý vị, đơn giản ha. Thì bây giờ chỉ có vậy thôi, thì cái bài nói chuyện chỉ có vậy. Thì mình rất cảm ơn các vị nào đang có mặt tối hôm nay, và bây giờ hết lo lắng rồi quý vị ha. Tại vì sau khi nói chuyện ngày hôm qua mình mới rất nhiều câu hỏi là tại sao trong cái nơi quý vị ở như là Canada với lại Việt Nam, là hai cái quốc gia mà mình thấy mình có nhiều đồng đội nhất đó, nói rằng, và kể cả một số khác nữa, Na Uy thì phải, không có Life Pack Prenatal, đó là lý do đó quý vị. Nhưng mà không còn sợ hãi nữa, tại vì mình dùng Life Pack với lại mình ăn uống thêm như vậy, cộng với lại Marine Omega quý vị. Rồi xin thân chào, bài này rất ngắn, xin thân chào và cảm ơn cái sự hiện diện của quý vị trên Facebook Live của mình ngày hôm nay. Chúc một buổi tối bình an vui vẻ ở Việt Nam, và ngày còn lại ở bên Mỹ vui và thành công. Xin chào ạ.